Em xin mến chào anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Mai Vàng Nguyễn Thành ha. Thì trước tiên hôm nay là ngày mới, em cũng xin được chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Thì clip ngày hôm nay em cũng xin được chia sẻ đến với tất cả anh chị và các bạn mới bước vào tập trồng, tập chơi về những cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý khi chăm sóc cây mai trồng ở trên chậu trong cái giai đoạn bước vào đầu mùa mưa ha. Thì như anh chị mình cũng biết á, đối với cây mai mà chúng ta nuôi trồng ở trên chậu thì cái đề kháng và sự phát triển của nó không thể nào bằng với những cây mai mà được trồng tự nhiên ở dưới đất. Bởi vì khi những cây mai được trồng tự nhiên dưới đất, bộ rễ nó phát triển rộng và rễ nó ra những cái rễ lớn, nó cắm sâu ở dưới đất để nó tìm kiếm, nó hút dinh dưỡng cũng như độ ẩm để nó nuôi lên, nó cung cấp, nó nuôi lên trên thân cây. Cho nên những cây mai được nuôi trồng tự nhiên ở dưới đất, cái độ phát triển của nó rất là mạnh, cũng như là cái đề kháng rất cao. Nó có thể kháng lại được một số cái nấm bệnh mà do thời tiết gây ra. Còn đối với những cây mai mà khi chúng ta nuôi trồng ở trên chậu thì anh chị mình thấy ha, khi chúng ta nuôi cái trồng cây mai ở trên chậu thì nó có cái gì đâu. Chúng ta chỉ sử dụng một ít cái vỏ trấu và sơ dừa để chúng ta làm cái chỗ bám cho bộ rễ, và cũng như là chúng ta cố định để cây mai nó đứng vững ở trên chậu thôi, chứ nó đâu phải là dinh dưỡng gì đâu anh chị ha. Cho nên á, nếu như chúng ta không chăm sóc rồi cũng như không cung cấp dinh dưỡng và nước tưới thì làm sao cây mai nó phát triển được. Bởi vì á, khi cây mai chúng ta trồng ở trên chậu thì bộ rễ nó chỉ phát triển ra những cái rễ tơ, rễ cám thôi, chứ nó không thể giống những cây mai dưới đất. Và khi cây mai dưới đất á, thì nó còn tìm được dinh dưỡng ở dưới đất hay là độ ẩm ở dưới đất để nó nuôi lên. Còn cây mai trên chậu nếu như anh chị mình không cung cấp, lấy đâu nó tìm, rễ nó bò ra cái nó đụng vô cái thành chậu xi măng rồi, có đâu nó tìm, khô queo cứng ngắc ha. Cho nên á, ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến với anh chị là những cái việc làm mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta làm sao nuôi được cây mai ở trên chậu nó phát triển tốt. Trước tiên á, ngoài việc mà anh chị mình cung cấp những cái loại phân bón dinh dưỡng cho cây như là cát dặn, các loại phân hữu cơ hoặc là những cái loại phân bón hóa học NPK để anh chị mình cung cấp cho cây, thì cái việc đầu tiên mà anh chị cần phải lưu ý đối với cây mai chúng ta nuôi ở trên chậu đó là nước tưới ha. Anh chị mình phải bảo đảm làm sao cung cấp đầy đủ nước cho cây, kể cả trời mưa hay trời nắng. Bởi vì nước là yếu tố quyết định sự phát triển của cây mai khi chúng ta trồng ở trên chậu. Thì anh chị mình biết rồi, đối với cây mai mà khi anh chị mình trồng ở trên chậu, thiếu phân nó đâu có chết, nhưng khi anh chị mình để nó thiếu nước thì nó chết chắc. Cho nên anh chị mình phải lưu ý cung cấp đầy đủ nước cho cây. Cái thứ hai đó là nắng. Anh chị mình phải đặt cái cây mai ở những vị trí mà có thật nhiều nắng trong một ngày. Bởi vì nắng nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta nó quang hợp, cũng như là trao đổi và hấp thụ dinh dưỡng một cách tốt nhất. Chứ có nhiều anh chị thấy chiều tối mưa, sáng ra dậy ngủ dậy thấy lá ướt nhẹp, thấy lá trên cây mai ướt nhẹp và rồi thôi, mới mưa mà tưới gì. Hay những bạn mới bước vào tập trồng tập chơi cứ nghe người ta nói là tưới nhiều nước rồi nó thúi rễ, úng rễ, cái không dám tưới. Sáng ra thấy mưa, đêm nhiều khi mưa phớt qua cái thôi, sáng ra dậy sương rồi nước mưa rồi nó còn đọng trên lá thấy ướt nhẹp. Nói mới mưa tối mà tưới gì nữa, tưới nhiều quá ở thúi rễ sao. Thì nói chung á, mỗi một người một cách trồng khác nhau, cũng như là mỗi một nhà vườn thì mỗi một cách chọn cái giá thể để chúng ta trồng cây mai ở trên chậu, và cái khí hậu mỗi nơi mỗi khác thì cái đó em cũng không biết được ha. Còn nếu như anh chị sử dụng cái chất trồng là vỏ trấu ha, vỏ trấu và sơ dừa như của em đây, và khí hậu thời tiết nó như ở Đồng Nai nơi em ở đây, thì anh chị mình thấy chiều hôm qua trời mưa và sáng nay em đã tưới tắm cho cây, thậm chí là em tưới đủ nước và nước nó chảy xuống dưới lỗ chậu ha. Nhưng tới giờ này anh chị mình thấy ha, tới giờ này 2 giờ chiều mà nó đã khô ráo hết như thế này rồi, nó đã khô như thế này rồi, thì anh chị mình thấy làm sao nó úng được.
ha. Cho nên anh chị mình phải lưu ý ha. Thì anh chị mình thấy á, tới thời điểm này hầu hết những cây mai chúng ta nó đã phát triển ổn định rồi, tàn lá trên cây nó cũng đã tương đối xum xuê rồi, cho nên nó cần một cái lượng nước rất là nhiều. Nếu như anh chị mình không tưới đủ nước cho cây thì khi trời nắng gắt lên nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng tức là nó héo rũ. Cho nên á, dù trời mưa hay trời nắng chúng ta cũng phải tưới đủ nước cho cây, ít nhất là một ngày phải được một lần và tưới vào buổi sáng ha. Và một điều lưu ý á, là khi anh chị mình tưới nước thì anh chị mình phải phun rửa từ trên tàn lá ha, rồi chúng ta tưới xuống dưới gốc. Bởi vì giai đoạn này á, bước vào đầu mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa anh chị mình biết rồi, ngoài cái lượng đạm trong nước mưa thì nó còn mang theo axit và những loại vi khuẩn ha. Và khi nó đọng bám ở trên cái lá mai, nếu như anh chị mình sáng ra không phun tưới rửa những cái nước mưa cũng như là cái sương đêm nó đọng ở trên cái lá, thì khi trời nắng lên nó khô, nó bám, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng, những cái hiện tượng như là cháy lá ha, cháy lá rồi rỉ sắt, đốm lá, tháng thư, nó sinh ra nhiều cái loại nấm bệnh lắm. Cho nên á, khi anh chị mình tưới, tốt nhất là anh chị mình nên phun rửa từ trên tàn lá, rồi chúng ta tưới xuống dưới gốc đủ nước cho cây, ít nhất là một ngày một lần. Và một điều quan trọng mà anh chị mình cần phải lưu ý đối với cây mai chúng ta nuôi ở trên chậu, nuôi trồng ở trên chậu, đó là cái anh chị mình phải thường xuyên để ý trên cái chậu mai chúng ta phải đảm bảo làm sao nó thoát nước thật tốt ha. Chứ mà anh chị mình tưới nước xong mà anh chị vô ngồi uống ly cà phê ra mà nước vẫn còn nằm ở trên mặt chậu thì là anh chị mình phải kiểm tra lại ha. Thiếu nước nó cũng chết mà uống nước nó cũng chết nha anh chị. Cho nên á, trong cái giai đoạn mùa mưa sắp tới, anh chị mình phải thường xuyên để ý và bảo đảm cái độ thoát nước cho cây, làm sao mà khi anh chị mình tưới nước lên thì á, nước nó rút và trên cái mặt chậu nó phải khô ráo như thế này đây, thì cây mai của anh chị nó mới phát triển tốt được. Rồi, thì đó là vấn đề thứ nhất mà anh chị cần phải lưu ý khi chúng ta chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn bước vào đầu mùa mưa. Còn vấn đề thứ hai anh chị mình cần phải lưu ý đối với cây mai trong cái giai đoạn bước vào đầu mùa mưa này, đó là anh chị mình phải thường xuyên kiểm tra và chúng ta phun phòng nấm bệnh cũng như là những cái côn trùng chích thúc làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của cây mai chúng ta, để làm sao mà chúng ta bảo vệ cái bộ lá luôn luôn xanh tốt ha. Thì để mà cái việc phòng ngừa nấm bệnh cũng như sâu hại có hiệu quả thì trước tiên anh chị mình phải kiểm tra cái cây mai chúng ta, vệ sinh những cái rong rêu nấm mốc ở trên cây ha, cho nó sạch sẽ. Đồng thời anh chị mình rong tỉa bớt những cái chồi lá dư thừa ở trong cái thân cành để tạo cái độ thông thoáng, làm sao ánh nắng nó khi trời nắng lên ánh nắng nó sẽ chiếu vô được, thì giúp cho cây mai chúng ta nó quang hợp mạnh thì cái đề kháng nó sẽ cao, thì đó nó sẽ làm giảm đi phần nào sự phát triển của nấm bệnh trên cây mai chúng ta. Đồng thời anh chị mình phải thường xuyên ha, thường xuyên kiểm tra ở trên cái mặt chậu để anh chị mình nhổ những cái cỏ dại nó mọc ở trên mặt chậu ha. Trên cái mặt chậu anh chị mình dọn dẹp sạch sẽ thông thoáng thì khi ánh nắng nó chiếu vào nó sẽ phần nào giảm đi những cái nấm mốc cũng như là giúp cho cái bộ rễ cây mai chúng ta nó lấy được oxy ha, nó lấy được oxy thì nó mới phát triển tốt được nha anh chị. Chứ hôm giờ có nhiều anh em gửi cho em mấy cái hình vào Zalo, gửi mấy hình ảnh vô Zalo, trời đất ơi cây mai gì đâu mà để nấm mốc rong rêu bám bít cây luôn, xanh lè. Rồi chưa nói trên mặt chậu anh em còn sử dụng những cái gáo dừa ha, những cái cùi dừa anh em úp kín mặt chậu luôn, thì vô tình anh em lại tạo thêm những cái vi khuẩn nấm mốc gây hại cho cây mai chúng ta nữa. Bởi vì những cái cùi dừa mà anh em úp ở trên mặt chậu nó sẽ là nơi để cho những cái con trùng nó ẩn nấp ha, và nó sinh sôi ra. Chưa nói trong một cái thời gian anh em tưới úp ở trên mặt chậu rồi anh em tưới nước, nó sẽ thấm nước và nó mục ra, thì nó sẽ sinh ra những cái vi khuẩn nấm mốc gây hại làm ảnh hưởng tới bộ rễ của cây mai chúng ta. Cho nên anh em phải lưu ý ha. Cái thứ hai trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này anh chị mình cần phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời phun phòng và trị cái bệnh nấm hồng ha, gây hại trên cây mai,
Bởi vì anh chị mình biết cái bệnh nấm hồng thì nó cũng gây hại rất là lớn trên cây mai chúng ta đó, chứ không phải đơn giản đâu. Và khi nó đã bị nhiễm bệnh ha, khi nó đã bị xâm nhập cái nấm hồng trên cây mai rồi thì á, anh chị mình lúc đó mình trị cũng rất là khó nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Cho nên anh chị mình phải thường xuyên phun phòng và theo dõi để kịp thời chúng ta ngăn chặn cái nấm hồng. Thì cái vấn đề này em cũng đã chia sẻ những cái clip trước rồi, nhưng hôm nay em chỉ nhắc lại thôi. Còn về những cái loại thuốc để chúng ta phòng và trị nấm hồng á, thì em sẽ chèn cái video đó vào cuối tiêu đề của video ngày hôm nay. Rồi, còn cái vấn đề cuối cùng mà anh chị mình cần phải lưu ý khi chúng ta chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn bước vào đầu mùa mưa này ha, đó là anh chị mình phải thường xuyên kiểm tra để phun phòng sâu và bọ trĩ ha, sâu ăn lá và bọ trĩ, đặc biệt là bọ trĩ nha anh chị. Bởi vì đối với cây mai chúng ta, anh chị mình biết rồi, cái giai đoạn này bước vào mùa mưa thì trong cái nước mưa nó sẽ có một cái lượng đạm rất là cao, nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nó liên tục phát triển ra những cái chồi non như thế này. Chưa nói chúng ta giai đoạn này anh chị mình sử dụng, chúng ta còn phải cung cấp những cái loại phân bón ha, phân bón nó có cái hàm lượng đạm, cho nên những cái chồi non nó phát triển ra liên tục, thì anh chị mình phải kiểm tra thường xuyên để chúng ta làm sao kịp thời phun phòng sâu ăn lá và bọ trĩ nha. Bởi vì hai cái nhân vật này nó chỉ tấn công trên những cái lá non thôi, chứ lá già nó không tấn công nha anh chị. Mà đặc biệt là bọ trĩ thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà nó đã bị tấn công nặng rồi á, thì anh chị mình trị cũng cả một vấn đề nha, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên á, giai đoạn này á, tốt nhất á, là anh chị mình cứ 5 ngày, 7 ngày anh chị mình phun phòng một lần để bảo vệ những cái chồi non này nó phát triển ra được an toàn ha. Thì á, về những cái loại thuốc phòng nấm bệnh cũng như là sâu và bọ trĩ thì em sẽ chèn vào cuối cái video của ngày hôm nay. Anh chị mình á, có thể xem tham khảo, nếu thấy hợp lý thì có thể áp dụng cho cây mai của mình. Thì trên đây là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ đến với anh chị trong cái video ngày hôm nay. Thì clip tới đây em cũng xin được tạm dừng. Thì trước khi kết thúc, em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi cũng như tin tưởng những gì em chia sẻ. Nếu thấy video em chia sẻ hữu ích trong vấn đề chăm sóc cây mai thì đừng quên bấm cho em một like. Và anh chị nào mình chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.